Thật kỳ lạ, thỏ uống nước có thể bị đăng xuất, và lý do đằng sau khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ai cũng nghĩ rằng uống nhiều nước sẽ rất tốt, nhưng riêng với thỏ nếu uống nước không đúng cách, chúng có thể bị ngủ cơ đấy. Thực tế là thỏ cũng cần uống nước như những loài động vật khác, nhưng chúng cần rất ít, bởi lẽ hàng ngày chúng đã được cho ăn quá nhiều rau củ quả có hàm lượng nước cao, nào là dưa hấu, bắp cải, khoai lang đồ đó, nên đã bổ sung đủ lượng nước mà chúng cần rồi. Nếu uống thêm nữa sẽ dẫn đến tình trạng dạ dày của tụi nó bị quá tải. Chúng có hệ tiêu hóa rất nhạy cảm, lại còn đi vệ sinh theo cơ chế cô đặc. Do đó mà nhiều trường hợp rủi ro chúng đang xuất chỉ vì dư nước đó mọi người ạ. Nước uống của thỏ cũng phải tinh khiết và sạch sẽ, bởi chúng dễ bị đau bụng lắm đấy. Nghe mà thấy thương sao đâu, nuôi thỏ mà lỡ không biết điều này, chắc tội nghiệp mấy ẻm lắm. Tuy nhiên, đừng thấy vậy mà hiểu lầm không cho thỏ uống nước đâu nhé, đặc biệt là khi tụi nó sanh con, thỏ mẹ rất cần nước bổ sung để tạo sữa. Chẳng những là chuyện ăn uống, dường như nó là loài kỵ nước. Được biết, chúng rất dễ bị hạ thân nhiệt nên thường bị ốm và sốc nhiệt. Nhiều chú thỏ cưng nuôi trong nhà còn bị hoảng loạn khi dính nước vào mặt hay khi đem chúng thả vào chậu nước để tắm. Thật may chúng bản chất ưa sạch sẽ, cho nên tốt nhất chúng ta chỉ nên tắm khô và chải lông cho chúng là được rồi. Có thể nói mấy con thỏ này là loài vật yểu điệu thục nữ, giao diện đáng yêu đẹp đẽ nhưng lại vô cùng yếu mềm và nhạy cảm. Đây là quả kiến thức thú vị cho ai u mê mấy em thỏ cute.